cả mọi người yêu thích đàn nhị, hôm nay mình xin được chia sẻ cách tập đàn nhị cơ bản nhất. Đầu tiên muốn chơi được đàn nhị hay thì mình phải chuẩn bị về mặt tư thế đã. Tư thế bạn phải ngồi thẳng lưng và chân trái kê gót chân lên phía chân ghế và ngồi thẳng lưng. Sau đó bước tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần kéo kéo ra tiếng đàn âm thanh đã như Nghĩa đặt đầu ở đùi. và đặt đàn thì chúng ta đặt đàn ở phần đùi sát với bụng Với góc nghiêng khoảng và khi chúng ta đã dùng tư thế đúng thì chúng ta sẽ bước vào phần kéo đàn và muốn có được âm thanh hay chúng ta phải cầm vị đúng cách và kéo vị đúng cách thì cách cầm vị là chúng ta cho ngón giữa và ngón đeo nhẫn vào trong giữa dây vĩ và cần vĩ và chúng ta phần này thì chúng ta nắm nắm thật chắc và bắt đầu khi kéo ở đàn nhị người ta quy định có phần kéo và phần đẩy. Khi mà chúng ta tập thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu từ kéo trước. Đây là kéo. Còn đây là đẩy. Rồi chúng ta sẽ trên đàn nhị thì nó có hai dây, một dây trong. Dây trong sẽ to hơn và nó nằm ở phía gần mình thì nó gọi là dây trong. Dây trong quy định của nó là nốt đổ. Còn dây ngoài nó sẽ nhỏ hơn dây trong và quy định của nó là nốt son. Nó sẽ ứng với nốt đồm nốt son ở trên đàn piano. Và bây giờ chúng ta sẽ tập kéo từng dây một để chúng ta sẽ kéo tập kéo dây trong trước. Khi kéo thì chúng ta sẽ trong quá trình kéo thì chúng ta phải chú ý là cái quỹ đạo của cái vĩ là phải đi theo một đường thẳng, không được xiên sẹo như này. Xiên sẹo thì nó sẽ tạo ra âm thanh tiếng đàn đầu đầu vĩ và cuối vĩ nó không được đều, nên là chúng ta phải thả lỏng người. Phần thứ hai chúng ta phải chú ý đó là phần cổ tay. Cổ tay chúng ta phải thả lỏng. Khi kéo rất là phải thả lỏng cổ tay. Kéo dây trong thì các bạn chú ý là hai ngón này nó sẽ tác dụng hỗ trợ phần khi kéo vào, nó sẽ tác dụng hỗ trợ cái dây vĩ, giúp cho dây vĩ miết vào dây đàn như này. Kéo càng chậm và chúng ta kéo càng chậm càng tốt, chứ đừng các bạn đừng có vội vàng mà như này thì là nó sẽ không tốt mà chúng ta phải kéo chậm. Các bạn chú ý là phải thả lỏng cổ tay, không không được lên gân như này. Khi mà các bạn kéo mà lên gân như này thì nó sẽ tạo ra tiếng đàn như này, nên là chúng ta phải thả lỏng thì nó mới tạo ra tiếng đàn này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với tập kéo dây ngoài, cũng tương tự như kéo dây trong, chúng ta bắt đầu từ kéo. Tương tự như thế là phần cổ tay vẫn luôn là thả lỏng.
càng chậm càng tốt. Tiếng đàn của bạn sau này có hay không là phụ thuộc vào những cái lúc bạn tập đầu tiên, bước đầu tiên này. Bạn tập tốt bước đầu tiên này thì sau này tiếng đàn sẽ rất là hay. Mà khác với kéo vào dây trong thì cái hai ngón này thì lúc này nó sẽ đẩy ra ngoài chứ không không biết vào trong này nữa. Với những người mới học thì mình khuyên các bạn là nên bỏ ra 3 đến 5 ngày để tập cho thật nhuần nhuyễn tay phải. Khi các bạn tập tốt về phần tay phải này rồi thì chúng ta sẽ đến bài học tiếp theo, đó là bài học số 2 là sẽ bấm vào, chúng ta sẽ học các nốt ở trên đàn. Chúc các bạn tập bước 1 thành công.